Mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh là TK Bonsai. Hôm nay kênh quay trở lại nhà vườn Phong Dèo ở Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp để review giao lưu đến quý cô chú anh chị bonsai mini. Hôm nay có sâm núi không ạ quý cô chú anh chị? Chị vào mới sưu tầm thêm được một số cây bonsai mini để bàn thành phẩm này quý cô chú anh chị. Thì số điện thoại giao lưu của chị vào thì có ghi tiêu đề nha, quý cô chú anh chị gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo để mua hàng nha. Thôi chào chị Dâu ơi. Rồi, mình chào anh em đang xem kênh LTK Bonsai ha. Hôm nay nhà vườn em lại lên phôi sâm núi trái nha. Muốn được anh ủng hộ của anh em qua số điện thoại 0965 100842 ha. Đó là số Zalo của em luôn. Em ở Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp. Nay em về sâm núi cũng mới quá lắm nha anh em. Rồi, lô đầu tiên là đồng giá 350 ha. Cây số 1 sâm núi trái nha. Rồi, bay của cây là 37. Rồi em đó vị trí này là 15 luôn nha. Đó, quá trời cái đến anh. Nôm đẹp ha. Đó, đầm giá 350 nha. Em bao sóng bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi tiếp tục mã số 2 cũng là sâm núi trái luôn nha anh em. Rồi bay của cây là 36. Đây em đo vị trí hoành củ cho anh em mình coi luôn nha. Là 16 luôn đó. Quá trời củ nở ha. Rồi đồng giá 350 luôn nha. Rồi tiếp tục mã số 3 cũng là sâm núi trái luôn. Rồi bay của cây là 39 luôn. Em đo vị trí hoành củ này cho mình con là 15 luôn ha. Đó. Rồi đồng giá 350 ha. Bao ship toàn quốc nha anh em. Anh em mình đặt hàng một cây hai cây em cũng ship luôn nha. Rồi số 4 rồi sâm núi trái luôn nha. Rồi bay của cây là 31. Rồi em đo vị trí này là 14 luôn ha. Đó, anh em mình mua số lượng thì điện thoại có thể thương lượng với em ha, qua số điện thoại 0965 150 842 ha. Không thì liên lạc qua Zalo. Rồi cây số 5 sâm núi trái luôn, bay của cây là 37. Rồi em đo vị trí hoành củ này là 15 luôn nha. Đó, đồng giá 350 luôn nha. Rồi tiếp tục mã số 6 cũng là sâm núi trái luôn. Quá trời này cái củ dài dữ lắm nha nè. Rồi bay của cây là 37. Nó vị trí hoành củ này là 13 ha. Đó, mình đo tổng cái củ cái này quá trời củ nha, là 26 luôn nha. Đó, quá trời cái đế nha. Đủ củ đế đồ quá trời. Rồi đồng giá 350 nha. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục mã số 7. Cũng là sa mướp chế thôi nha anh em. Rồi bay của cây là 34. Không đâu vị trí hoành cũ nha. Rồi là 15 ha. Đó. Quá trời luôn. Rồi 350 nha. Quá trời cái đến đó nha anh em. Gửi dưới đây cũng nhiều lắm luôn. Rồi mã số 8 sâm núi trái luôn nha. Rồi bay của cây là 31. Rồi em đo vị trí này là 12 nha. Rồi đồng giá luôn nha anh em, 350 luôn. Rồi tiếp tục mã số 9 là sâm núi trái luôn nha. Rồi bay của cây là 32. Đâu vị trí mình cũ nở luôn là 17 luôn nha. Đó, quá trời cái dưới đây nó già coi này, em thấy không? Đó. Đồng giá luôn ha, 350 luôn, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục mã số 10 cũng là sâm núi trái luôn nha. Rồi bay của cây là 28. Rồi em đo vị trí này là 16 luôn. Đó, quá trời chưa, để nó ngon nôm quá trời luôn anh em ha. Rồi đồng giá 350 luôn ha. Rồi tiếp tục số 11 sâm núi trái luôn.
Rồi bay của cây là 34. Đâu vị trí hoành củ này luôn là 16 luôn nha. Ồ, quá trời củ nở ha. Rồi, tổng giá 350 luôn nha. Rồi, tiếp tục mã số 12. Rồi, xăm núi trái luôn nha anh em. Cao của cây là 36. Đầu vị trí này luôn cho anh em mình tham khảo luôn nha. Là 13 luôn nha. Đó, này nó hơi khuất, khó đo. Rồi, đồng giá 350 luôn nha. Rồi, tiếp tục mã số 13. Xăm núi trái luôn nha. Bay của cây là 37. Rồi em đo vị trí quanh cũ luôn là 16 luôn. Đó. Đồng giá 350 luôn nha. Bao sống bao ship toàn quốc luôn. Để cho nó đổ xuống luôn. Đó. Rồi tiếp tục. Mã số 14 luôn, xăm núi trái luôn. Bay của cây là 28. Đây, em đo vị trí này là 13 luôn nha. Đó. Anh em mình chơi bay hay đổi gì cũng được, đều được hết ha. Đó. Đồng giá 350 luôn nha. Rồi tiếp tục. Mã số 15 luôn. Xăm núi trái luôn. Bay của cây là 34. Rồi em đo phần củ nở là 15 luôn. Đó. Để dưới đây còn nhóc hết trơn nha anh em. Nên mình về chơi để khơi khơi trên này đẹp lắm luôn nha. Rồi đồng giá 350 luôn. Rồi mã số 16. Xăm núi trái luôn. Bay của cây là 36. Rồi em đo vị trí củ nở này là 18 luôn nha. Đó, có dư luôn rồi nha anh em. Rồi đồng giá luôn. 350 nha. Rồi tiếp tục mã số 17. Rồi bay của cây là 39. Em đo vị trí quanh cũ là 14 luôn. Rồi đồng giá 350 nha. Này xăm núi trái nha anh em. Rồi tiếp tục mã số 18. Xăm núi trái luôn. Rồi bay của cây là 40. Em đo vị trí quanh cũ này luôn là 13 luôn ha. Đó. Quá trời đế đẹp nha anh em. Thấy ok lắm không? Rồi đồng giá 350 luôn. Lon cây xù. Rồi mã số 19. Xăm núi trái luôn nha anh em. Bay của cây là 31. Rồi em đo vị trí quanh cũ này là 15 luôn. Đó, này nó có lộn cây xù trong đây nha anh em. Rồi đồng giá luôn đi. Rồi 350 luôn ha. Quá trời cần này dài. Rồi tiếp tục mã số 20, xăm núi trái luôn ha. Rồi bay của cây là 48. Đây em đo vị trí quanh cũ anh em mình coi là 18 luôn nha. Đó. Quá trời không? Đó. Anh em mình thích cần dài thì lấy cây này về là ok ha. Đó, đồng giá luôn, 350 luôn, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi mã số 21. Xăm núi trái luôn nha. Rồi. Bao xuống đây là 34. Em ra vị trí quanh cũ chỗ này luôn là 13 luôn nha. Đó, quá trời đế con nó da nè. Đó. Rồi đồng giá 350 luôn. Rồi tiếp tục mã số 22, xăm núi trái luôn. Bay của cây là 39. Rồi em đo vị trí hoành củ nở là 15 luôn nha. Đó, quá trời đế nó nôm ha. Rồi. Đồng giá 350 luôn. Bao sống bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi tiếp tục mã số 23, xăm núi trái luôn. Rồi bay của cây là 35. Rồi em đo vị trí này là 15 luôn nha. Đó.
Rồi, tầm giá 350 luôn nha. Rồi, tiếp tục mã số 24 xăm núi trái luôn. Rồi, bay của cây là 40. Rồi, vị trí của nó là 16 luôn nha. Ôi, quá trời đế, rồi quá trời luôn nha. Rồi, đồng giá 350 luôn nha. Để cho mình bỏ xuống luôn đi. Rồi, tiếp tục mã số 25 luôn, xăm núi trái luôn nha. Bay của cây là 31. Đây, em đo phần vị trí của nó cho anh em mình coi là 16 nha. Đó, quá trời, dưới đây còn đế nhóc ở chân dưới này nha anh em. Rồi, đồng giá 350 luôn. Rồi, tiếp tục mã số 26, xăm núi trái luôn nha. Rồi, bay của cây là 40. Đo vị trí phần củ nở này luôn là 17 luôn nha. Đó, quá trời củ nở ha. Cần này dài nha anh em. Rồi, tiếp tục tầm giá 350 luôn nha. Rồi, tiếp tục mã số 27, xăm núi trái luôn. Bay của cây là 36. Đây, em đo phần củ nở là mình là 14 luôn nha. Đó, quá trời ha. Rồi, đồng giá 350 luôn. Rồi, tiếp tục mã số 28 nha. Xăm núi trái luôn. Bay của cây là 38. Đây, đo bằng vị trí của nó cho nên này coi luôn nha. Là 12 nha. Đó. Rồi, đồng giá 350 luôn nha. Rồi, tiếp tục mã số 29 luôn, xăm núi trái luôn. Rồi, bay của cây là 43. Đâu vị trí phần củ nở là 16 luôn nha. Đó. Tầm giá 350 luôn ha. Rồi, tiếp tục mã số 30, xăm núi trái luôn. Bay của cây là 25. Anh đo phần vị trí của nó này là 16 luôn. Đó, để năm luôn ha. Đó. Rồi, đồng giá 350 luôn. Đây, này không đứng nổi rồi. Rồi, tiếp tục mã số 31 luôn. Anh em sưu tầm nữa cái cây xăm núi hai cần nha anh em. Củ to mà đế già luôn nha. Rồi, cao của cây là 37. Rồi, em đo chiều đổ luôn nha. Chiều đổ là 30 luôn nha. Đó, em đo vị trí hoành củ luôn. Hoành củ của nó là 19 luôn nha. Gần 20 luôn nha. Đó. Mã số 31 là 500 ngàn nha anh em. Em bao sống bao ship toàn quốc luôn nha. Vãi lắm luôn nha anh em. Rồi, tiếp tục mã số 32, xăm núi trái luôn nha. Quá trời đế sổ luôn. Rồi, cao của cây là 36. Rồi, chiều bay của nó là 28. Em đo vị trí phần củ nở cho anh em mình coi luôn là 16 nha. Ồ, quá trời đế nó sổ cao luôn ha. Con này già luôn rồi nha anh em. Rồi, mã số 32 này 400 ngàn ha. Em bao sống bao ship toàn quốc luôn. Quá trời đới nó sổ luôn. Số 3, 33 ha. Rồi, mã số 33, xăm núi trái luôn ha. Rồi, bay bay của cây là 23. Đâu vị trí phần củ nở cho anh em mình coi luôn nè. Là 18 luôn nha. Quá trời cái đế nó cao luôn nè. Sổ mà già lắm luôn nha anh em. Rồi, mã số 33 này 400 ngàn nha. Bao sống bao ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp tục mã số 34, xăm núi trái luôn. Rồi, cao của cây là 32.
chiều bay của nó là 24. Đây em đo vị trí quanh củ luôn nè, quá trời củ này nè, gần 20 không nha anh em, 19 hơn luôn đó. Rồi để sổ luôn ha, quá trời khủng luôn. Rồi mã số 34 này 450, sổ lấy 450 luôn. Rồi tiếp tục mã số 35. Rồi cao của cây là 35. Chiều bay của ra cây là 22. Em đo vị trí hoành cũ luôn. Rồi là 17 luôn ha. Đó quá trời. Nhìn cái cũ là biết cái cây nó già ha anh em ha. Rồi, mã số 35 này. 450 ha. Rồi tiếp tục mã số 36. Rồi. Xăm núi trái luôn nha anh em. Cao của cây là 40. Bay của cây là 28. Em đo vị trí hoành cũ luôn nè. Là 19 luôn nha. Đó, quá trời đế nó già mà đế sổ luôn nha anh em. Rồi mã số 36 này 450 ngàn luôn nha. Em bao sóng bao ship toàn quốc luôn. Lô sâm núi 2 cần là bên em cũng còn số lượng ít nha. Nên trồng thử cho anh em mình để phục vụ anh em mình thử coi anh em mình có chơi không ha. Rồi mã số 37 sâm núi trái nha. Rồi cao của cây là 27. Rồi đo bình cũ là 17 luôn nha. Đế sổ luôn nha. Quá trời đế nè. Khỏi chê luôn ha. Rồi mã số 37 là 400 ngàn ha. Bao sóng bao ship toàn quốc luôn. Đó. Rồi tiếp tục mã số 38. Rồi bay của cây là 27. Đo nguyên vị trí hoành cũ cho anh em mình coi luôn là 19 hơn ha. Đó. Rồi 400 ngàn mã số 30. 38 này 400 ngàn ha. Em bao sóng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp tục mã số 39. Sam núi trái luôn nha. Rồi bay của cây là 25. Anh đo vị trí hoành cũ là 16. Đó quá trời cái cũ nó già mà. Đế sổ nha anh em. Để coi em đo phần vị trí đế sổ là 10 xăng ha. Rồi mã số 39 này 400 ngàn. Bao sóng bao ship toàn quốc. Rồi tiếp tục mã số 40. Xăm núi trái luôn nha anh em. Rồi cao của cây là 32. Bay của nó là 18. Em đo vị trí hoành cũ luôn đây luôn là 18 luôn nha. Đó. Quá trời đế nó sổ luôn nha. Rồi mã số 40 là 500 ngàn nha. Em bao sóng bao ship toàn quốc nha. Rồi mã số 41 này. Xăm núi trái luôn. Cao của cây là 34. Bay của cây này là 25. Em đo vị trí hoành cũ này là 17 luôn nha. Quá trời đến nó sổ luôn nha anh em. Đây có thêm cái cành gớt này nữa nha. Đó, mã số 41 này 450 ngàn nha. Bao sóng bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi mã số 42. Xăm núi trái luôn nha. Rồi cao của cây là 37. Bay của cây là 23. Đo nguyên vị trí hoành cũ mình đây mình coi luôn nha. Là 21 luôn nha. Đó. Quá trời cái cũ này với cái đế nó già là biết cái cây nó già ha anh em ha. Mã số 42 này 500 ngàn nha. Bao sóng bao ship toàn quốc luôn.
Rồi mã số 43. Sam núi trái luôn. Rồi bay của cây là 35. Rồi vị trí hoành cũ luôn. Là 18 luôn. Rồi 400 ngàn luôn nha. Để em sửa lại. 400 ngàn luôn. Mã số 43 này 400 ngàn nha. Rồi tiếp tục. Mã số 44. Sam núi trái luôn. Đây, cao của cây là 42. Đây em đo bay ra đây luôn. Bay ra đây là 21. Đo vị trí hoành cũ luôn. Quá trời cái cũ này luôn nè, là 21 luôn nha. Đó, quá trời đế già đế sổ luôn ha. Rồi mã số 44 là 500 ngàn nha. Bao sống bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi tiếp tục mã số 45, sang núi trái luôn. Anh em về lô này đế sổ nha anh em. Rồi bay của cây là 34. Em đâu vị trí hoành cũ này luôn là 16. Đế sổ luôn ha. Rồi 400 ngàn, mã số 45 là 400 ngàn nha. Rồi bao sống bao ship toàn quốc mà luôn nha. Rồi tiếp tục mã số 46. Sống nước trái luôn nha. Rồi bay của cây là 25. Em đo vị trí hoành cũ cho anh em mình coi luôn nha. 20 luôn nha, dư luôn đó. Rồi. Mã số 46 này. 450 ngàn nha. Đế sổ luôn nha anh em. Rồi tiếp tục mã số 47. Sông núi trái luôn. Hai cần là nhìn có duyên lắm nha anh em. Rồi cao của cây là 42. Bay là 25. Rồi em đeo vị trí hoành cũ này là 16 luôn nha. Đó. 400 ngàn nha. Mã số 47 này 400 ngàn nha. Coi xong núi trái luôn. Quá trời gãy dưới à. Rồi mã số 48 này. Xong núi trái luôn. Rồi bay của cây là 23. Đây em đo vị trí quanh cũ luôn là 18 luôn nha. Đó, quá trời đế sổ đẹp ha. Rồi mã số 48 này 400 ngàn luôn nha. Quá trời con này gửi dưới đây là nhóc hết trơn nha anh em. Khỏe luôn ha. Rồi tiếp tục mã số 49. Rồi bay của cây là 34. Đo vị trí này là 15 luôn nha. Gần 16 luôn ha. Đó. Rồi mã số 49 này 400 ngàn luôn. Em bao sống bao ship toàn quốc luôn. Rồi mã số 50. Anh chịu đứng nè. Rồi tiếp tục mã số 50. Xăm núi trái luôn nha. Rồi cao của cây là 35. Chiều bay của cây là 32. Rồi cái hoành cũ của nó là 17 nha. 17 dư luôn nha. Rồi qua trời đế nó sổ à. Đẹp quá trời luôn rồi. Rồi mã số 50 này 450 ngàn nha. Rồi tiếp tục. Mã số 51. Cao của cây là 31. Đâu vị trí hoành cũ này luôn. Là 17 luôn. Đó, quá trời đế nó sổ cao luôn ha. Rồi mã số 51 này 400 ngàn nha. Quá trời cái ghế này. Rồi mã số 52. Xăm núi trái luôn nha. Bay của cây là 27. Đây em đo vị trí hoành cũ là 17 gần 18 luôn nha. Đó. 400 ngàn nha. Mã số 52 400 ngàn. Rồi mã số 53. Bay của cây là 25. Đâu vị trí hoành cũ này luôn là 17 nha. Đó.
Để già quá trời luôn này. Rồi 400 ngàn nha. Bao sống bao ship toàn quốc luôn nha. Tiếp tục mã số 54. Phôi xăm núi trái luôn. Rồi, cao của cây là 43 ha. Rồi bay ra đây là 22. Đâu nguyên vị trí hoành cũ luôn là 18 gần 19 luôn. Quá trời đế sổ luôn nha. Rồi mã số 54 là 500 ngàn nha. Bao sống bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi tiếp tục mã số 55. Xăm nước trái luôn. Cao của cây là 40. Em đo bay ra đây là 21 ha. Rồi đo vị trí hoành cũ luôn là 16 gần 17 luôn. Rồi mã số 55 là 450 nha. Rồi tiếp tục mã số 56 anh ơi. Đưa 56. Rồi tiếp tục mã số 56. Xăm núi trái luôn nha. Rồi cao của cây là 41. Đo nguyên vị trí hoành cũ luôn là 18 luôn nha. Đó quá trời đế nó nôm lên luôn nha. Anh em mình về chơi đẹp lắm luôn đó nha. Rồi mã số 56 này 450. Tiếp tục mã số 57. Xăm núi trái, phôi xăm núi trái luôn. Rồi cao của cây là 40. Bay của cây này là 22. Nơi vị trí phần củ nở luôn là 17 luôn nha. Đó, quá trời như này. Để nó nôm như này đã ha anh em. Rồi mã số 57 này là 450 ngàn nha. Rồi tiếp tục mã số 58. Cao của cây là 37, bay của cây là 26. Rồi đo vị trí hoành cũ. Rồi là 19 nha. Đó. Rồi mã số 58 này 400 ngàn nha. Rồi 59. Sao năm núi trái luôn nha anh em. Rồi cao của cây là 40. Bay của cây là 25. Đây em đo vị trí hoành cũ luôn là 17 luôn nha. Đó quá trời. Em đo cái cũ dưới đây cho anh em mình coi luôn nha. Là 20 luôn ha. Đó. 59 này 450 ngàn nha. Rồi tiếp tục mã số 60. Phôi xăm núi trái luôn. Lắc lượng quái luôn nha nè. Rồi. Cao của cây là 42. Bay của cây là 25. Em đo phần vị trí củ nở luôn. Là 19 luôn nha. Đó, quá trời đế sổ đẹp ha. Rồi mã số 60 là 500 ngàn nha. Bao sống bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục mã số 61. Rồi bay của cây là 31. Đo vị trí phần củ nở này là 18 luôn. Đó, quá trời đế sổ luôn. Củ nở đế sổ luôn ha. Rồi mã số 61 là 400 ngàn luôn. Rồi tiếp tục mã số 62. Phôi xăm núi trái luôn. Cao của cây là 31. Bay của cây là 26. Rồi vị trí hoành cũ này là 18 nha. Rồi phôi xăm 2 này là 450 ngàn nha anh em. Đó lên hả? Rồi tiếp tục em lên cái máy cây mini ha anh em. Đây mã số 63. Cây bút lông anh ơi. Cây 62, 63 này là xăm núi thành phẩm luôn nha anh em.
đo cao của cây là 14 à. Đó. Anh em mình coi ha. Đó, mã số 63 ha. Rồi đây, thần chậu luôn nha anh em. Đó, quá trời coi nè. Đế ghế rồi. Anh em mình về sang chậu là chơi liền luôn ha. Rồi mã số 62 này. 63. Đây, còn cái cây thì nó đây nè, đá em gái cho anh em mình coi ha. Anh em mình phân so sánh ha. Đó. Ha. Rồi mã số 63 này. 500.000 ha. Này mình về làm bàn mini đẹp lắm luôn nha anh em. Rồi. Tiếp tục mã số 64, phôi xăm núi trái luôn nha. Ủa, em xin lỗi, xăm núi trái thành phẩm. Rồi, em đo cao của cây là 15 ha. Rồi, tổng tới ngang của nó là 21 luôn nha. Đây, để em lật lá này để cho anh em mình thấy cái dàn xương của nó rất là dày trong đó ha. Rồi, mã số 64 này. Đó, em để cái bút lông vô cho anh em mình coi ha. Đó. Đây, đó, cây nào là cũng thuần chậu hết trơn anh em ha. Rồi, mã số 64 này 500.000 luôn nha. Em bao sống bao ship toàn quốc luôn ha. Đó, tiếp tục mã số 65. Rồi, cao của cây là 17 ha. Đây, tổng tán ngang của nó là 20. Đó. Anh em mình coi dàn xương ha. Quá trời dàn xương nó kín luôn ha. Đây em để cái đầu bút lông dưới đây cho anh em mình coi ha. Đó. Rồi tiếp là mã số 65, 500.000 ha. Đó. Bỏ vô chậu anh. Anh về được có 5 cây mini. Rồi tiếp tục mã số 66, cũng là sâm núi trái luôn nha. Thành phẩm mini nha anh em. Này mình về mình để bàn văn phòng đồ đẹp lắm luôn nha. Rồi, cao của cây đó là 15 nha. Rồi, tổng tán ngang của nó là 21 luôn nha. Đó, quá trời vàng xương đẹp ha. Rồi, mã số 66 này là 500.000 luôn nha anh em. Quá trời. Rồi, tiếp tục. Mã số 67. Cái này là thuần chậu hết trơn nha anh em. Đó, vàng xương đẹp ha. Rồi. Cao của cây là 15. Tổng tán ngang của nó là 24. Này em lật lá để cho anh em mình thấy dàn xương ở trong ha. Về nó la ra mới đẹp lắm luôn á. Rồi tiếp tục mã số 67 là 500.000 luôn ha. Rồi. Cuối clip cũng em xin cảm ơn anh em đã vừa qua ủng hộ nhà em nha. Rồi hẹn anh em clip sau.